rồi lá chuối, rồi gà. Wow, không nhìn rõ. À, có một cái đùi gà. Wow. Xin chào quý vị và các bạn. Hồi nãy thì Tuấn Dương có mua một cái gói xôi, đó là xôi lá chuối, trị giá là 20.000 ở cái góc là đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Thì đây về mình dở cái gói xôi cho quý vị và các bạn coi đây. Thì mình mua cái món này là món xôi và đùi gà. Thì trong đây đây là cái đùi gà này, xôi này, gói vào lá chuối. Còn đây là cái dưa góp đây. Dưa góp thì mình đổ luôn cả cái này ra. Thì trong đây là nó có cả một cái muỗng. Đó. Rồi đây là một cái đùi gà. Cái đùi này cũng là cái đùi nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng không được, không phải là đùi gà to. Ôi giời, cầm nó rớt mất. Đó, thì bây giờ mình sẽ cái phần xôi này có giá là 20.000, xôi lá chuối. Đó, thì giờ mình sẽ ăn thử cái phần xôi này và mình sẽ cho quý vị các bạn những cái cảm nhận nhé. Khá là mềm các bạn. Mùi hành phi thì cũng thơm. Hành phi thơm, có cả mỡ luôn. Đó. Đó. Đây là dưa góp. Họ bào cái gì đây? Cà rốt này. Dưa cải này. Với lại củ cải trắng. Vị thì nó chua chua. Cái phần xôi này ăn thử xem nào. Bây giờ thì mình sẽ cầm một đùi gà mình ăn nhé. Đây là một cái đùi gà công nghiệp các bạn. Đùi gà công nghiệp chiên. Đây không phải đùi gà ta, nhưng mà mình ăn thử thì cũng ngon. Nó đã ướp gia vị sẵn rồi, chúng ta chỉ việc ăn thôi. Xôi lá chuối thì nó cũng xanh xanh. Nói chung gói bằng lá thì nó thân thiện với môi trường. Mình cũng cảm thấy thích như thế. Rồi chúng ta sẽ ăn tiếp đùi gà. Bây giờ chúng ta mình để xuống đây, chúng ta sẽ có thêm một cái món này nữa. Món này là Sài Gòn Special. Đây là Sài Gòn Special và mình đã để trong tủ lạnh, mình ướp lạnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở nhé. Mở cái chai bia này. Đó. Sài Gòn Special. Nếu mà ai mà dành uống thì chúng ta sẽ uống đá, uống ướp lạnh. Các bạn nhìn cái chai này. Đó. Cái chai này khi mà chúng ta di vào đây, đấy, do là chúng ta đã ướp lạnh rồi đấy. Rất là ngon các bạn nhé.
bia ướp lạnh rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cầm cái đùi gà lên uống đùi uống bia Sài Gòn Special đó, với lại đùi gà và xôi lá chuối. Xôi này thực ra bốc cũng có thể được các bạn ạ. Ngon quá các bác ơi. Bốc cũng có thể được. Thôi mình bốc đi. Tay rửa sạch rồi. Người Malai thì họ ăn bốc. Người Malai là họ ăn bốc các bạn nhé. Họ ăn như là ốc bằng bốc bằng tay, như là tay mình không nhớ là bốc bằng tay phải hay tay trái. Đó. Nhiều người thì nói rằng là ăn như này là mất vệ sinh, thôi tay rửa sạch rồi thì thôi mình cứ chén thôi, cũng chả vệ sinh gì cả. Ôi, ngon quá. Bia này, đùi gà, xôi. Vậy một cái phần ăn như thế này 20.000, với lại chai bia 11.000, 31.000, hơn $1, $1.50. Đấy, buổi tối ok rồi. Gà họ chiên rất là kỹ các bạn, nó ăn nó thơm và cái đùi gà này nó không quá béo. Đùi gà mà béo thì ăn lại không thích. Mình mới nhớ là ngày xưa xôi họ cứ nắm dạng là nắm chim chim lại đó, như cơm nắm á, ăn mình thấy cái đấy rất là phù hợp. Rồi ăn dưa góp. Dưa góp này nó chua chua. Nó bê luôn. Nhờ ăn nốt cái đùi gà và uống bia. Đây là kết thúc cái video này. Nói chung đùi gà này cũng là tuy gà công nghiệp nhưng mà cái con gà này mình thấy rằng là thịt nó chắc. Với một cái phần ăn như vậy thì mình nghĩ là được. Nhân viên văn phòng có thể mua nó để ăn. Hết rồi, phải uống bia rồi. Sài Gòn Special hay còn gọi là Sài Gòn Xanh, có cả bia Sài Gòn Đỏ nữa. Nhưng mà các bạn nên uống Sài Gòn Xanh thì sẽ ngon hơn. Và cá nhân mình khuyên thì chúng ta nên uống Sài Gòn Xanh Special nhưng mà ướp lạnh. Ướp lạnh thì sẽ ngon hơn nữa. Cái lý do là như thế này này. Nếu mà chúng ta uống nước đá thì cái vị bia, cái bia nó sẽ bị nhạt đi. Đây cái túi, mặc dù gói lá chuối nhưng mà họ để một cái túi ni lông nữa vào. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái bao xốp này, tí bỏ đi. Đó, thì trong cái bia cái này để mình coi độ cồn là bao nhiêu nhỉ. Độ cồn là 4,9 độ. Đó.
4,9 độ, nhưng mà tức là khi mà chúng ta uống pha với chúng ta uống với đá thì cái độ cồn nó sẽ bị loãng đi, tức là nó sẽ pha với nước. Nên là trong 4,9% có nghĩa là trong 100ml bia này thì nó có là 4,9% là cái độ cồn. Giống như rượu 70 độ thì hoặc rượu 45 độ thì có 70% là rượu, còn 20% là nước. Đó thì các bạn hiểu như vậy đi. Rồi, video clip của mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nào, chúng ta cùng nâng ly lên nhé. 1, 2, 3, rồi.